thấy người ta là sáng dậy sớm người ta ngồi thiền, nhưng mà thường thường thì em chỉ ngồi được có một buổi, xong là mấy ngày sau thì một là em ngủ nướng vì tối hôm trước em thức khuya để em làm việc quá, em ngủ nướng, cái ngủ nướng dậy thì lại bị tiếp tục là tức tốc để chạy đi làm xong đến chiều mình nghĩ là mình sẽ dành thời gian, cuối cùng cũng không có. Xong tối đến về á thì bắt đầu là vậy nè, có được một khúc thời gian rảnh thì lúc đó mệt quá rồi thì em chọn thay vì em ngồi để nghe một bản nhạc thì một là em check Facebook, hai là em xem phim, và ba là em mệt quá em ngủ luôn, có khi là không kịp tắm nữa đó. Nên em không biết là những người như anh Long thì anh sẽ có một cái thời khóa biểu một ngày nó sẽ như thế nào ta. Thật ra thì mình cũng khá bận trong công việc. Dạ, ai cũng bận đúng Đúng không? rồi. Tại vì một ngày mình có vừa làm cho một cái công việc của công ty, Dạ. rồi mình viết một chút, Dạ. rồi mình lại có cả là bán hàng, quản lý một cái quán cà phê, Dạ. Là tính ra rồi anh bận đó chứ. tức là cũng làm rất là nhiều việc. Nhưng mà cái Nhưng này quan trọng thì nhưng mà thực ra là buổi sáng là nhất thiết mình phải có một cái thời khóa, và cuối ngày là mình cũng phải có một cái thời khóa cho mình. nè. Mỗi cái thời khóa này trong vòng 30 phút, tức là mình có thời khóa mình ngồi lại để mình thở. Đầu ngày á, thì mình sẽ ngồi mình thở và mình nhìn sâu vào cái tự thân của mình, và mình bắt đầu một ngày mới với một cái năng lượng là mình tạm gọi năng lượng của mình năng lượng thanh tịnh. Thì cái thời khóa đầu ngày này nó rất là quan trọng, bởi vì nó bắt đầu để cho mình đi vào công việc, tiếp xúc với mọi thứ. Nhưng mà rồi cái cuối ngày á, thật ra mình để là nhìn lại một ngày đó là mình có thu nạp vào cái gì mà nó độc hại không, độc hại cho cái tinh thần. Tức là mình gặp có khi nào mình sân si không, để mình chuyển hóa cái này. Thực ra cái việc mà mở đầu một ngày mới, mình thực tập cái ý của thiền sư Thích Nhất Hạnh là thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì cái sự thực tập này nó trở thành một cái bắt buộc và cố định. Nếu mà không làm cái điều đó mình thấy thiếu, giống như là phải ăn cơm cho tinh thần vậy đó, và cuối ngày cũng như vậy. Nhưng mà thực ra là như mình chia sẻ nãy giờ là cái việc ý thức trong từng cái việc làm của mình hàng ngày nó là quan trọng đó. Ví dụ mình đi xe tới đèn đỏ thì thầy Nhất Hạnh nói là tới đèn đỏ mình quý vị cứ xem nó như là một mình đang nghe một tiếng chuông vậy đó. Tiếng chuông này để mình trở lại mình thở. Chứ mình đừng có nghĩ là tôi đang chờ đèn đỏ trời sao Thay vì lâu khó quá như chịu vậy. quá đúng Đúng không, thì rồi. mình coi như là relax một chút xíu khúc đó, coi như là chạy nãy giờ mệt quá rồi Đúng rồi. thôi ngừng lại nghỉ một tí Dừng đi. cái đèn đỏ thì thầy Nhất Hạnh nói xem như một cái cơ hội để thở thôi.